Sau một đêm vui quên trời đất, bây giờ thì 54 nam thanh nữ tú phải xếp hàng ở sân trụ sở công an. Khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Thanh Hóa và công an huyện Nga Sơn đã đồng loạt ập vào tòa nhà Gia Linh Club ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn. Khi công an ập vào đã bắt quả tang ở tầng 6 tòa nhà đang có 54 người gồm 36 nam và 18 nữ đang hát hò sử dụng chất ma túy. Qua sàng lọc ban đầu, những người này ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Thanh Hóa, Ninh Bình, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Địa Vũng Tàu, Hậu Giang kiểm tra tại chỗ. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều loại ma túy và các vật dụng dùng để sử dụng ma túy. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều loại hung khí như dao, kiếm ngay trong phòng hát. Bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa xác định chủ tòa nhà Gia Linh Club là Trịnh Văn Trung, 33 tuổi, ngụ xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tòa nhà này chuyên kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, karaoke, massage. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, Hồ Như Cường tổ chức thực sinh nhật cho mình và mời bạn bè người thân ăn uống. Hết tiệc đến dạng sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, Cường mời 53 người còn lại đến tầng 6 tòa nhà Gia Linh Club vừa hát karaoke và sử dụng chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng chất ma túy.